trong một tương lai xa xăm, khi mà các nhà khoa học đã phát triển đến mức cực cao với những kỹ thuật tiên tiến, họ đã tạo ra những sinh vật từ xác chết với tên gọi Frankenstein. Cuối cùng thì kiểm tra các bạn cũng đã hoàn thành. Hỡi đại đình 18, sinh vật mạnh mẽ nhất hành tinh này, hãy sống dậy và nhận mệnh lệnh từ chủ nhân ơi. Dừng cho ta. Ngươi có biết trong đó nấu đâu hả? Khoan đã. Ngươi là ai? Giờ đây là đâu? Đây là phòng thí nghiệm nó tạo ra người từ cái xác chết. Ta, giáo sư Tachibana là chủ nhân. Còn ngươi, Raiden 18 là đầy tớ của ta. Thế? Nói vậy, tất cả các bộ phận tin thuê ta. Là ngươi thu không? Sao chờ không? Đúng vậy, để ta nói cho ngươi nghe. Trợ lý đâu? Đây, mình châu Phi. Chân châu Âu. Tay châu Á. Và đầu châu Mỹ. Vô như đạo, ngày càng thật chết luôn ha. Khoan nữa, còn não ta, người lấy từ đâu ra hả? Có phải người đã giết ai không ạ? Đôi khi muốn sống phát triển, người phải đạp lên trên bố rìu dư luận. Người... não của người. Để ta khóc mệt quá, trợ lý đâu, đem khăn ra đây coi. Não của người là lấy từ bộ não của người đầy tớ đắc lực và trung thành nhất của ta. Tại sao? Tại sao mày lại chết sảng như thế chứ? Tại sao mày lại bỏ ta? Thôi, tao xin lỗi. Tao chết lầm ngươi rồi. Vậy, tao phải làm gì để bù đắp cho ngươi? Vậy thì, hãy đi tham gia cuộc thi vô địch quái vật và mang chức vô địch về đây cho ta. Không, ta đầy tớ, không phải ông xin. Rồi quán cái áo đỏ kia. Thế thì thôi, ta đành phải hủy ngươi vậy. Tốt thôi, hủy ta, ngươi trắng tay thôi mà. Ngươi! Thôi được, coi như ngươi làm việc cho ta vậy. Đổi lại, ngươi muốn gì? Tự do cho ta. Trước đó, ngươi sẽ mang chức vô địch về đây cho ta. Gì? Thỏa thuận. Tổ chức làm ăn kỳ quá. Xin cảm ơn MC, biết MC rất là đẹp gái rồi. Và trong vòng chung kết này, đây là vòng chung kết vô địch quay vật. Và trong vòng chung kết này chỉ có một lệnh lệ duy nhất được thật là, và chỉ có lệnh lệ đó là được áp dụng trong vòng chung kết này. Và trong vòng chung kết này, người nào sống sót đến phút cuối cùng sẽ trở thành người chiến thắng. Và giờ đây để mở đầu vòng chung kết, xin hãy bắt đầu trận đấu giữa Doku Dami và hội hát em của ông và giáo sư Tachibana cùng với Rái Đèn 18. À, MC à, tôi xin lỗi cô, nhưng tôi phải nói với khán giả, xin hãy bầu chọn cho Raiden 18 chúng tôi với cú pháp US UK ABC XYZ gửi tới 6918. Xin cảm ơn. Với ABC là tên của Raiden và XYZ là số người bầu chọn của các bạn. Cô ạ, MC tốt. Các vị hãy bầu chọn cho MC chứ sẽ đừng đánh đồng với MC với quái vật. Và hãy xin nhớ kỹ một điều, hãy bầu chọn cho MC chương trình này chứ đừng bầu chọn cho MC Winter Convention. Xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Giáo sư
sư đầu cừu đang đi à? Ừ, đâu rồi? Chết, đâu rồi? Chào cô, ta chỉ Bana. Ôi, lâu rồi không gặp lại cô, đã từ khi tôi chết. Cô quan tâm tới ạ. Ây da, chúng ta đứng chung nhưng không cùng đẳng cấp. Có thể coi hắn là đồng nghiệp của ta, cơ mà nghe giang hồ đồn hắn cũ tỏ từ năm ngoái rồi cơ mà. Hả? Đúng. Mà giờ đây ta đã quay trở lại. Ăn hại gặp bà. Cái gì? Anh nói cho cô biết nhé. Ta nói cho cô biết nhé. Sau khi ta chết, cái thuộc, cái trợ lý của ta mua nguyên liệu từ nước Mỹ xa xôi. Mà giờ đây ta là vô đất. Đúng mình luôn rồi. Rồi, ê, trợ lý làm việc, trợ lý làm việc ngay đi ạ. Bỏ ngoài US mà rụt trong Made in China thế này, hàng với cha họ nghèo sớm là phải. Thôi các anh ạ, hãy đưa giáo sư của mình về đi. Cái này còn có được chút vốn ve chai chứ hoa học với y học bó tay cả rồi. Và giờ đây, xin quý vị hãy đón chào sự trở lại của MC Nam của chúng tôi, Chris, sau khi mà đi làm việc không công cho Dokudami, đi làm hội harem. Dân, xin cảm ơn, làm việc không công khổ quá. À, xin lỗi quý vị vì một chút bất chấp kỹ thuật của giáo sư bất lực. Và đây, xin mời quý vị trở lại với phần tiếp theo của Stomaki, nữ y tá xinh đẹp và giáo viên của Zia Mê Lê. Xin cảm ơn, xin cảm ơn.